Lại chào mọi người, mình là Long Minh. Hôm nay mình sẽ review về gym LB và đây là một cái gym LB và mà đã được like rồi. Nó có like với gym Mia nên nó có và các bạn. Đây, mình xin giới thiệu đây là một cây LB thùng với nấm lòng và một gai và cạnh rất sắc bén. Đây là một cây đúng một cây LB thùng đây các bạn. Đối với cái loại này cũng dễ trồng. Các bạn cứ trồng xương rồng theo ba yếu tố là đất, tơi xốp, nắng, điều khiển được nắng và tưới nước đúng cách. Cái này mình trồng lúc 2 xăng, hôm nay đã lên tới hơn 5 xăng rồi các bạn. Và nấm lông rất đẹp, nó có nấm lông rất đẹp, có một gai các bạn và cạnh nha. Để trồng các loại này không bị nám, không bị vết thương á, thì các bạn nên tránh mưa và tránh mưa tạt. Các bạn thấy nấm lông đẹp không? Cái này là va đó các bạn, gọi là lem. Mùa này thì là mùa đông, những cây thường là bộ rễ ngủ đó ngủ đông, những cây ít phát triển. Thường mùa này thì các bạn nên, nếu đúng cách thì mùa này mùa trước Tết các bạn nhổ lên và rửa sạch đất, phơi khô bộ rễ rồi trồng lại gần Tết trồng lại để ra tới cây phát triển. Còn nếu muốn ra đa hoa mùa Tết thì các bạn nên trồng và xịt nước thường xuyên và xịt nước nhẹ và có pha thêm B1 để cây phát triển. Mùa này ít nắng nên cần pha thêm B1 để cây phát triển. Gần tới mùa xuân này mình hay mở nhạc, mình thích mùa nhạc của mùa xuân, nhạc Tết nên mình hay mở nhạc Tết, các bạn nghe hay không? Chào các bạn, hôm nay làm video tới đó thôi. Hôm sau mình làm video nhiều chủ đề khác.
các bạn xem video nhớ like và đăng ký cho mình. Cảm ơn các bạn, mình là Long Minh.